Xin chào các bạn nhé. Nay mình lại tiếp tục quay mật ong. Mình lại chia sẻ với các bạn nhé. Quy trình mình làm như nào nhé. Đây, rũ cầu ong. Rũ cầm chắc, nắc mạnh. Càng thấp càng tốt. Đây mình rũ này để cho nó rơi bớt cái mật mới vào. Mật mới nấy nó nhiều quá, mình mới nắc cho nó rơi bớt. Rơi bớt xuống thùng. Xịt cho tí khoáy. Mình cái đàn này có 4 cầu thì mình lấy 3 thôi. Để lại một. Giờ nó cuối gần cuối mùa nhãn rồi. Cái này cầu mới. 4 thì lấy 3 thôi. Nên lần sau có thì mình lại lấy tiếp. Cuối vụ mà có là nhiều phết đấy, cái nắp hết rồi, mới được có 6 ngày, 6 ngày là nhiều phết rồi, cái nắp hết rồi. Năm nay mình nuôi ít, năm nay nuôi có 4-5 đàn thôi, mỗi năm còn nuôi hơn chục đàn, mật nó gửi xong là đầu tư, phải đầu tư nhiều để về nhà này nó không có cái nguồn dưỡng, nên là mình năm nay mình nuôi có mấy đàn thôi, đẩy cho vào. Và mình quay xong mình lại rũ đàn khác, mà hôm nay quay 3 đàn thôi, quy trình nó chỉ có thế thôi. Chia sẻ cùng bạn xem giải trí, các bạn xem video mình thấy hay đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cũng như cái video trước mình nói là cái cầu của mình tự làm là nó to, cái bản cái thanh cầu trên nó to to nên là con ong nó làm nó chưa lắp được kín nên là mình cắt nó lâu, còn nó sẽ đắp cũ nên mình cắt từ đầu đến xuôi một phát là hết. Ở đây mình cắt cái này cắt từ từ để cho nó mỏng thôi. Thì mình có ít mình làm từ từ. Nó viết nắp nhiều cắt một phát. Nó này cắt một phát từ đầu xuống cuối luôn. Thôi nhá. Quy trình nó chỉ có vậy thôi. Video mình xin kết thúc ở đây nhá. Hẹn các bạn vào video sau nhá. Xin chào.